Xin chào các bạn, hiện tại bây giờ là 6 giờ thì bây giờ mình chuẩn bị đi về các bạn. Bữa hôm nay nó vắng kinh khủng luôn các bạn ơi. Các bạn biết không, ở bữa hôm nay á, là cái tiểu bang Illinois là cái tiểu bang gần cái tiệm nail của mình nhất, là cái tiểu bang đó đó là nó bắt những cái nhà hàng hay là những cái quán bar nè, hay là những cái sòng bài nè, đó là những cái nơi nào mà đông người là trên 100 người là phải đóng cửa. Cái này là luật nha các bạn. Các bạn không được đi ra đường. Thì bên tiểu bang của mình nó vẫn chưa cho lệnh các bạn, mặc dù bên Mỹ là có 50 tiểu bang nhưng mà mỗi một tiểu bang nó có một cái luật khác nhau. Ok, thì nước Mỹ họ giống như là họ khuyến cáo là những cái nơi nào đông người, chẳng hạn như là những cái quán bar nè đóng cửa, nhà hàng đóng cửa, thì những cái nhà hàng mà bên tiểu bang của mình họ cũng đang rất là lo sợ các bạn. Tại vì các bạn nghĩ coi, nhà hàng mà đóng cửa mà họ phải bắt, cái này là họ bắt buộc các bạn nhé. Họ bắt buộc đóng cửa là 3 tuần các bạn, là 3 tuần các bạn nhé. Đó. Thì các bạn nghĩ là tưởng tượng coi 13 tuần. 3 tuần thì làm sao mà mình đồ ăn đủ. Các bạn biết nhà hàng là họ có rất nhiều đồ ăn đủ, chẳng lẽ họ phải dục thì những cái nhân viên ở trong nhà hàng nữa, thì làm sao mà họ có tiền để họ sinh sống được. Thì những cái người bên tiểu bang mình đang lo các bạn, thì hôm ngày nãy giờ trên đài thì họ đang nói bữa hôm nay thì trời nó hơi lạnh. Mà trời nó hơi lạnh mà giờ nó cũng hơi vắng nữa, cho nên mình sẽ làm một cái em khách Mỹ trắng này xong rồi mình về nha các bạn. Thì bây giờ trên TV nó đang cảnh báo rất là nhiều các bạn, chẳng hạn như là Tổng thống Trump đang khuyến cáo là hồi tuần trước á. Các bạn biết không, hồi tuần trước á, bây giờ đi mình cho vợ mình nó về trước, nó nấu đồ ăn đi phải không? Bữa hôm nay hai vợ chồng mình đi hai xe không? Mình đi xe bự, vợ mình đi xe nhỏ, bữa nay cho vợ mình về sớm đi nó nấu đồ ăn. Thấy không, bữa nào mà bận rộn thì con vợ mình nó ở lại, bữa nào mình về sớm thì mình cho con vợ mình về sớm. Thì hồi tuần trước đó các bạn biết không, bên Mỹ họ nói là những cái nơi nào mà trên 100 người thì không được tập trung, chẳng hạn như là sòng bài này hay là vũ trường á, bây giờ là họ hạ xuống là 10 người, những cái nơi nào 10 người không được tập trung đó. Thì hôm qua thì nhân viên họ cũng nói là mày mua đồ đi, không mua đồ là vài bữa nên nó cấm không có được các bạn, tại ra đường là lây lan bệnh dịch, nó hạn chế đó. Thì bây giờ bên Canada các bạn biết không, Canada là nó gần sát nước Mỹ, là các bạn có biết mỗi một ngày là người dân từ Mỹ Canada qua lại luôn, bây giờ nó đóng cửa biên giới luôn, nó không cho người ta vô nước Canada luôn. Ok, đó là như vậy rồi hả. Có những tiểu bang chẳng hạn như là California, bây giờ là các bạn biết không, California bây giờ là họ không cho ra đường luôn. Ok, họ chỉ cho các bạn ra đường vào giống như là đi bệnh viện hay là đi giống như mua đồ ăn thôi, chứ là những cái nơi chẳng hạn như là đi chơi hay là đi nhảy đầm là hay là đi quýnh bài á, nó không cho luôn. Ok, nó bắt ở nhà đó. Bây giờ bà con đang lo lắng các bạn, thì những cái tiểu bang nào mà nó có nhiều ca nhiễm bệnh đó, thì nó bắt mình, nó không cho mình ở nhà luôn. Thì có nhiều tiểu bang á, họ bắt những tiệm nail, tiệm làm tóc hay không, nhà hàng, quán bar đóng cửa, nhưng mà tiểu bang của mình thì nó chưa có nặng tới nỗi như vậy các bạn nhé. Wow, bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ, nếu mà nó bắt tiệm nail của mình nhân lì đóng cửa, trời ơi, mình chắc mình phải làm YouTube để kiếm sống quá các bạn. Dạo này kinh tế khó khăn các bạn ơi. Bây giờ thì sáng giờ làm nail cũng được chứ không phải là không được các bạn nhé, nhưng mà nó hơi chậm hơn ngày thường, với lại tại bữa hôm nay nó lạnh nữa. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ đợi làm xong cái khách này rồi mình đi về các bạn ơi. Bây giờ là về nhà ăn uống thôi, nhậu nhẹt đi, chứ thời buổi này ra đường bắt con bị bệnh đó. Tiểu bang của mình thì nó hơi hơi ổn chút xíu đó. Tối nay mình về. Ồ, hôm gà nhà mình không có giấy toilet các bạn. Mình mới nghĩ một cái ý kiến rất là hay. Thì hôm qua mình đi mua giấy toilet mà nó hết giấy toilet các bạn. Tự nhiên cái mình nghĩ cái cây phát tài của anh của mình lấy ra một cái ý kỹ rất thông minh các bạn. Bây giờ nhà mình hết toilet rồi, không, hồi xưa là mình là dân miền Tây mà, ok, mình dân miền Tây mà tự nhiên mình nghĩ cây phát tài để nó lấy, mình lấy một cái ý tưởng rất là hay các bạn. Bữa nay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Ok, người ta thường hay nói là trong thời kỳ khó khăn, trong cái khó nó sẽ ló ra cái khôn các bạn ơi. Ok, bây giờ thì cái lá rất là dài, bây giờ mình sẽ cắt theo kiểu là 3-4 các bạn. Các bạn biết 3-4 không, có nghĩa là tấm hình 3-4 vậy. Ok, bây giờ là ở nhà hết giấy toilet đúng không, đó, cắt một cái đó. Cái size này là vừa các bạn nhé, cái size này nè, mà thấy hôm nay nè, mà các bạn phải cầm gì nha. Hồi xưa là ở Bạc Liêu á, ở miền Tây á, mình ok, mình quét cái xong rồi cái mình kép lại nha các bạn kép lại, trời, nó thơm các bạn,
organic, nó hữu cơ đó. Đó, các bạn chùi xong mà các bạn còn có cái mùi thơm của lá cây nữa, các bạn chùi xong rồi các bạn hửi thơm quá à, không mọi giờ bây giờ được một lá các bạn, cái này là một ngày nha. Ok, giờ mình sẽ làm thêm một hai ngày nữa đi. Đây các bạn ơi, hết giấy đi toilet đúng không? Các bạn thấy không, thời buổi kinh tế khó khăn không, giấy toilet thì hết, cái gì cũng hết chứ, nhưng mà rất là hên là mình có sẵn cái nguồn supply. Có nhiều người họ đi vô rừng họ hái, bây giờ mình có sẵn đây là đó. Đây mình cắt cái này cái cây đó, mình cắt cái này là kiểu này là xài được các bạn nhé. Bây giờ các bạn không vừa tay nè, không các bạn cầm này không, các bạn quét nó một cái đó, không mà các bạn cạo nó, các bạn cạo cũng được nó, còn không các bạn vét, nếu mà các bạn vét thì nó hơi dính một xíu, nhưng mà không sao, không sao, không trời thơm rồi vào tươi rối rồi. Bây giờ mình sẽ đem về tối nay mình xài, các bạn không gài không có giấy toilet xài. Bây giờ mình để cắt thêm mấy lá này, tại vì các bạn thấy ông lá nó héo cũng muộn đó. Bây giờ có rồi ok các bạn ơi, bây giờ thì mình đã không còn sợ thiếu nữa rồi ha. Bây giờ thì mình đi bỏ túi đi các bạn. Thời buổi bây giờ là cái gì quý hiếm. Mình mỗi ngày mình cắt một xíu không, để khi mà có lệnh phong tỏ mà nó không cho ra đường á, mà bây giờ ra đường mua cũng không có giấy nữa, cho nên mình sẽ xài cái này các bạn. Tối nay về xài thử được nó có hiệu quả hay không nha các bạn. Thơm quá. Nó thơm phương phức luôn. Ok. Bây giờ thì ngoài parking vắng te luôn các bạn ơi. Nhà hàng thì cũng vắng. À. Nhà hàng thì cũng vắng luôn, toàn là xe nhân viên không à. Mặc dù là corona có mấy người họ sợ họ không ra đường, nhưng mà cũng vẫn có người đi làm nail các bạn nhé. Bởi vì mình không sợ mà là mình không có khách, đúng không? Có khách vô là mình có tiền, có khách vô là mình có tiền. Thì có mấy người họ sợ họ không dám ra đường thì các bạn biết ở đâu cũng vậy thôi, đúng không? Thì nhưng mà mình vẫn có khách lai rai để đủ sống qua ngày các bạn. Thì khi mà ngày mùa lễ tới hay mùa đông tới thì mình cũng vẫn trở lại bình thường thôi, không có gì phải lo cả, không có gì phải lo cả. Thì mỗi một ngày mình cũng đứng đây mình cắt các bạn những cái lá nào hồi xưa mình cắt những cái lá này là mình dục bỏ, bây giờ nó hữu dụng rồi. Bởi vì ông trời ông nói các bạn biết ông trên đời này cái gì sinh ra cũng hữu dụng hết cả, không có ai mà vô dụng cả. Đó chính là bởi vì các bạn thấy không, bây giờ trong thời buổi này là thời buổi khó khăn, cái lá héo như vậy cũng có hữu dụng nữa các bạn nhé. Bây giờ là một tờ là một lá nè. Ok, cái này là các bạn có thể rửa lại các bạn xài nữa nhé. Ok, nếu mà nó không bị rách. Ok, bây giờ mình tiếp tục. Thì mình sẽ cắt cái lá này hai tờ đã. Lát nữa mình sẽ hỏi em gái Mỹ đó, em có cần giấy toilet không để mình cho gọi đi mua các bắn. Bây giờ bên Mỹ giấy toilet nó mắc lắm. Hỏi lát nữa để em gái Mỹ ra hỏi em gái Mỹ có muốn giấy toilet không. Lát nữa đem về cho con vợ mình nó xài, có một con vợ mình nó xài giấy toilet không. Hồi xưa mỗi lần nó xài một ngày nó xài hai cuộn. Bây giờ thời buổi tiết kiệm vậy, một ngày cho nó xài hai lá thôi. Còn gì đâu em, tháng ngày vui qua mặt rồi. Mình có quá trời giấy toilet luôn, để mình hỏi em cái Mỹ coi. I have so many toilet paper. I have so many toilet paper. I don't want. Organic. Hả? Yeah. Thế mình mới hỏi em cái Mỹ có muốn xài không, phải không? Em cái Mỹ cười các bạn. Nó thật sự nó mấy người Mỹ họ không biết cái này để làm gì nữa các bạn. Các bạn biết hồi xưa ở miền Tây á, hồi xưa lúc mà mình còn nhỏ, các bạn biết không, hồi nhỏ đó. Đi lúc mà đi chơi, các bạn biết hồi xưa Việt Nam mình là không có xài giấy, các bạn xài nước không mà, nó thật sự là vậy đi. Không thì người miền Tây mà các bạn biết hồi xưa Việt Nam đâu phải là ở đâu cũng có toilet đâu, toàn là gừng với gãy không à. Đi gần á, không lụm tờ lá lên xong rồi nhìn qua nhìn lại có ai không, không
cạo ở sao nó có cái lá, cái đường gân nữa không, cạo nó đó. Đó mà các bạn cạo từ từ thôi, các bạn cạo mạnh nó dính tay okay? Nó dính tay xong các bạn chét nó xuống, có người thì chét lên áo không, có người chét lên quần không, có người chét xuống đất không? Thôi kệ, dính đất đỡ hơn dính đất thì nó không có cũng đỡ đó. Bây giờ lát nữa mình sẽ ra mình tặng cho em gái Mỹ này cái bây giờ mình sẽ cắt thêm một vớ nữa kìa. Trời ơi các bạn ơi, mình mới được một cuộn giấy này bự ghê không đó. Trời ơi ngoài lạnh quá các bạn ơi. Năm nay nước Mỹ vừa lạnh nè, các bạn thấy không? Bây giờ là giữa tháng 3 rồi mà trời nó vẫn còn lạnh các bạn. Thì bây giờ mình còn một người khách cuối nữa là mình sẽ đi về các bạn nha. Bữa hôm nay coi như là bị thúi hẻo rồi, chặt hẻo luôn. Ok bây giờ thì I got some toilet paper. You want some? I just took it. Okay, look, okay. Hey, give some. You, okay. No, I have some toilet paper. I don't have one. Ok các bạn ơi, thì bây giờ ngoài trời đang mưa lâm râm, các bạn mình ngồi ở đây thì cũng không có khách cho nên mình đi về sớm luôn không? Bây giờ thì mình sẽ đem giấy toilet này về cho vợ mình các bạn. Không gài hết giấy toilet rồi. Bây giờ mình về nhà nhé. Ok các bạn ơi, bây giờ vô tới nhà rồi. Đi về trời mưa. Ngoài trời đổ mưa như ở trong lòng. Em ơi, mới mua được giấy toilet nè, mới mua quá trời luôn nè, mới mua trên mạng á nè, giấy toilet các bạn ơi, mình đưa giấy toilet nè, lát nữa đem đi xài đi đó, xài cẩn thận nha, tiết kiệm nha, hàng với hàng, sao dùng giấy toilet lại không sao các bạn, ở nhà có lá chanh. Lát nữa mình chọi cái lá này nhỏ gì, cái lá này chắc che lỗ được. Không thôi mình có cây bông giấy, mỗi tối mình vô mình bứt một lá, mình khi nào mình cần giải quyết tâm sự mình sẽ vô mình bứt một lá. Các bạn ơi, không bao giờ hết hàng cả, organic nó cái này cũng đủ rồi, mà lá này hơi mỏng vậy, cái này chùa chắc cắt. Không sao mình là dân miền Tây mà, thì trong khi mình đi về thì mình thấy con vợ mình nó nấu ăn sẵn rồi các bạn, cho nên bữa hôm nay mình sẽ kết thúc video tại đây và mình sẽ ăn thôi các bạn nhé. Hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau. Bye bye các bạn.